Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình sáng nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Giám sát chặt chẽ các trường hợp viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân ở trẻ em. Mô hình camera đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn quận Tân Phú. Không khí đón mừng mùa Phật đản ở cố đô Huế. Thắng U23 Myanmar, U23 Việt Nam đặt một chân vào bán kết. Thưa quý vị, ngày 13 tháng 5, Bộ Y tế đã gửi công văn đến các viện vệ sinh dịch tễ Pasteur, Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc giám sát các trường hợp viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân ở trẻ em. Theo đó, Bộ Y tế đề nghị các cơ sở y tế trên địa bàn phụ trách khi phát hiện các trường hợp viêm gan cấp tính, đặc biệt ở nhóm trẻ dưới 16 tuổi, phải khám, xác định để phát hiện các trường hợp không rõ nguyên nhân, tăng cường công tác giám sát tại các cửa khẩu nhằm phát hiện sớm những trường hợp có triệu chứng nghi ngờ. Tổ chức truyền thông cho người dân biết về tình hình bệnh viêm gan cấp không rõ nguyên nhân và các biện pháp phòng chống tạm thời như đảm bảo vệ sinh phòng bệnh cá nhân, rửa tay thường xuyên. Các viện vệ sinh dịch tễ Pasteur chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ địa phương theo dõi, giám sát, xử lý các trường hợp viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân, tổng hợp, đánh giá tình hình, đề xuất các biện pháp phòng chống và báo cáo về Cục Y tế Dự phòng. Cho đến thời điểm hiện tại, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nào mắc viêm gan bí ẩn, nhưng nguy cơ bệnh xâm nhập là rất lớn. Hiện nhiều nghiên cứu đang được tiến hành nhằm tìm hiểu vai trò tiềm tàng của virus adeno và việc lây nhiễm COVID-19. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết các xét nghiệm sâu hơn trong tuần qua đã xác nhận khoảng 70% số ca mắc có kết quả dương tính với virus adeno type 41. Adenovirus là một bệnh nhiễm virus rất phổ biến ở người, đặc biệt là trẻ em. Tuy nhiên đến nay, loại virus này mới chỉ là nguyên nhân nghi ngờ. Nếu như nó có là adenovirus thì nó không phải là một cái adenovirus gì đấy, nó rất là khác biệt, chứ nó không phải là cái adenovirus thông thường mà nó lưu hành trong nước hiện nay. Với tốc độ lây lan, đặc biệt đã xuất hiện tại Đông Nam Á, bệnh có khả năng xâm nhập vào Việt Nam. Do đó, với trẻ từ 0 đến 16 tuổi, khi có đồng thời các triệu chứng, buồn nôn, tiêu chảy, mệt mỏi, vàng da, cần đưa tới bệnh viện thăm khám sớm để phát hiện, can thiệp kịp thời. Các bác sĩ cũng cảnh báo các tổn thương do virus như adeno có thể lây qua giọt bắn, phân bề mặt tiếp xúc. Do đó, việc vệ sinh cá nhân, bảo đảm nguồn nước sạch, xử lý chất thải rất quan trọng. Chiều qua, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã tổ chức lớp tập huấn ứng dụng SpaGlass trong bệnh lý mật tụy với sự hỗ trợ chuyên môn của Liên chi hội Nội soi Tiêu hóa Việt Nam. 20 bác sĩ chuyên khoa nội soi đến từ các cơ sở khám chữa bệnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã về tham gia lớp tập huấn này. Các bác sĩ đồng bằng sông Cửu Long đã được cập nhật những thông tin mới nhất về ứng dụng SpaGlass, một hệ thống nội soi nhỏ rất linh hoạt, sử dụng trong chẩn đoán và điều trị, bao gồm ung thư mật tụy. Các chuyên gia đến từ Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã cầm tay chỉ việc cho các học viên khi tiến hành thị phạm ứng dụng SpaGlass trên 5 bệnh nhân. Bác sĩ chuyên khoa 2 Bộ Kim Phương, trưởng khoa nội tiêu hóa Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, hệ thống SpaGlass giúp quan sát trực tiếp vào ống tụy, ống mật, bao gồm cả nhánh gan phải và trái. Ứng dụng được sử dụng trong điều trị sỏi mật khó cũng như các bệnh lý hẹp đường mật, bệnh lý tụy, sỏi tụy rất nặng mà những dụng cụ thường quy khác không thể thực hiện được. Việc triển khai lớp tập huấn này sẽ giúp các bác sĩ nội soi ở đồng bằng sông Cửu Long cập nhật kịp thời những kiến thức mới, kinh nghiệm lâm sàng, nâng cao chất lượng khám điều trị cho người dân khu vực. Xuất phát từ tình hình thực tế có nhiều hạn chế trong tiếp nhận tin báo an ninh trật tự, Công an quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh đã áp dụng công nghệ thông tin vào công tác chỉ huy điều hành, tạo thế chủ động trong phòng chống tội phạm. Sau một năm thực hiện đề án kết nối Zalo vì quận Tân Phú Bình Yên kết hợp với hệ thống camera phủ rộng đã mang lại hiệu quả và đóng góp tích cực cho công tác giữ bình yên thành phố. Với dân số gần 500.000 người, các hoạt động kinh doanh, dịch vụ, nhà hàng, khách sạn, tụ điểm giải trí phát triển, nhiều đối tượng xấu đã lợi dụng các yếu tố về dân cư đông, vị trí vùng ven của quận để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Cái Zalo của Công an quận Tân Phú thì nó cũng tiện cho người dân để cung cấp thông tin với Công an quận Tân Phú, thông báo những cái trường hợp cần thiết khi liên hệ thì nó thuận tiện cho người dân hơn, phải đi trực tiếp. Khi người dân người ta phản ánh thì đều có gửi coi như là ảnh này, hình ảnh này, người ta quay video gửi về đây trên cái qua Zalo thì chỉ huy công an quận rồi là chỉ huy công an các phường sẽ tiếp nhận thông tin và phân công cán bộ chiến sĩ xuống xử lý ngay. Trong thời gian tới, mô hình sẽ được phát huy, bổ sung thêm nhiều tính năng để phù hợp với tình hình chuyển đổi số, nhu cầu của người dân,
qua đó góp phần xây dựng hình ảnh lực lượng công an hiện đại, thân thiện, tương tác kịp thời, tuyên truyền hiệu quả, giữ gìn bình yên cuộc sống. Những ngày này, cố đô Huế trở nên rộn ràng hơn với những không khí đón mừng một Phật đản. Sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, năm nay đại lễ Phật đản tại Huế được mở rộng quy mô với nhiều sự kiện cộng đồng, góp phần làm phong phú thêm các chương trình lễ hội diễn ra trong Festival 4 mùa của tỉnh Thừa Thiên Huế. Trên khắp các tuyến đường, từ thành thị đến nông thôn, các cổng làng, cổng xóm tư gia đều được trang hoàng cờ đèn tạo thành một khung cảnh linh thiêng. Lễ hội Phật đản năm nay gồm nhiều chương trình chính như lễ thắp sáng 7 đóa hoa sen trên sông Hương, triển lãm văn hóa Phật giáo, ẩm thực chay, diễu hành xe hoa, lễ mộc dục trước Phật và đại lễ Phật đản. Trải qua dặm dài lịch sử, Phật giáo không chỉ trở thành một nền tảng tinh thần của cư dân xứ Huế, mà còn được xem là một trong những thành tố quan trọng tạo nên bản sắc văn hóa Huế. Đại lễ Phật đản tiếp tục phát huy những giá trị văn hóa tích cực của mình, thắp sáng niềm tin về một tương lai an lành. Tiếp theo, nhiều người bị thương trong vụ ô tô tông liên hoàn 6 xe máy trên đường Trường Sa, quận Bình Thạnh. Rủ nhau đi câu cá, 2 nam sinh lớp 9 đuối nước mất tích. Nhằm siết chặt an ninh trật tự tại các tuyến đường trung tâm thành phố về đêm, đặc biệt là trong thời gian diễn ra SEA Games 31, vào tối qua, tổ tuần tra hỗn hợp 363 Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng đội cảnh sát giao thông tuần tra dẫn đoàn xuất quân tuần tra phát hiện hàng loạt vi phạm. Khoảng 22 giờ 30 phút tại nút giao ngã tư Hàng Xanh, quận Bình Thạnh, tổ công tác phát hiện hàng loạt người điều khiển xe máy có biểu hiện say xỉn nên yêu cầu xuất trình giấy tờ để kiểm tra và tiến hành đo độ cồn. 5 trường hợp vi phạm nồng độ cồn vượt mức đã bị lập biên bản xử phạt, nhiều trường hợp khác thì không mang giấy tờ xe. Trong thời gian tới, lực lượng 363 sẽ tiếp tục tuần tra, túc trực trên khắp các ngõ đường nhằm trấn áp kịp thời tội phạm đường phố, giữ gìn bình yên cho người dân thành phố. Chiều qua, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa một ô tô và 6 xe máy đã xảy ra trên đường Trường Sa, phường 3, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Vụ tai nạn làm nhiều người bị thương. Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ, tài xế điều khiển ô tô mang bản số 60A30093 lưu thông trên đường Trường Sa hướng về Cầu Bông. Đến trước một quán ăn ở phường 3, chiếc xe đột ngột chuyển hướng, tông hàng loạt xe máy đang chạy cùng chiều và hướng ngược lại. Phương tiện chỉ dừng lại sau khi đâm vào cửa nhà dân. Có 6 người điều khiển xe máy bị thương, một số người được đưa đi cấp cứu. Theo những người chứng kiến, thời điểm gây tai nạn, tài xế ô tô chạy không nhanh. Công an quận Bình Thạnh đã huy động lực lượng đến hiện trường, tới gần 5 giờ đồng hồ sau mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục làm rõ. Ở tỉnh Bình Phước cũng xảy ra một vụ tai nạn chết người. Nạn nhân là một phụ nữ bị ô tô tông khi đang băng qua đường. Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 45 phút chiều qua, ô tô 7 chỗ mang bản số 93A27557 lưu thông trên đường DT741 hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi huyện Đồng Phú. Đến đoạn thôn Thuận Hòa, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, ô tô tông thẳng vào người phụ nữ 64 tuổi ngụ huyện Đồng Phú đang dắt xe đạp điện từ hướng bên phải ô tô băng qua đường. Cú tông mạnh khiến người phụ nữ bị văng lên phía trước hàng chục mét, tử vong tại chỗ, hai phương tiện hư hỏng. Công an huyện Đồng Phú đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân. Lại thêm một vụ đuối nước thương tâm vừa xảy ra vào chiều qua ở Bình Phước, nạn nhân là 2 nam sinh học lớp 9. Khi đó, 3 em học sinh gồm Tô Trọng Nghĩa, 15 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương, Nguyễn Văn Sự, 15 tuổi, ngụ xã Phước Sang, tỉnh Bình Phước và một nam sinh khác rủ nhau đi câu cá tại kênh Suối Giai, giáp ranh giữa Bình Dương và Bình Phước. Đến khoảng 16 giờ 30 phút chiều, trong lúc đang thả câu, nam sinh đi cùng phát hiện Nghĩa và Sự chìm xuống kênh nước sâu hơn 4 mét nên chạy lên bờ kêu cứu. Chính quyền địa phương đã điều động lực lượng dân quân, công an xã phối hợp với người dân triển khai tìm kiếm 2 nạn nhân. Đến 18 giờ, lực lượng tìm thấy thi thể em Tô Trọng Nghĩa và tiếp tục mở rộng địa bàn tìm kiếm người còn lại. Thông tin quốc tế. Không mưa suốt 18 tháng, Ethiopia đối mặt tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng. Thợ nghiệp dư giành chiến thắng trong cuộc thi làm bánh pudding Bạch Kim.
hầu như không có một giọt mưa nào trong 18 tháng qua ở Ethiopia. Ở Hagududo, một ngôi làng ở vùng Somali, xác dê bò và lừa chết khô nằm rải rác quanh những túp lều của người dân. Hồi tháng 4, một trong những thời điểm lẽ ra ẩm ướt nhất trong năm, phần lớn số gia súc của khoảng 200 gia đình bán du mục trong làng đã chết. Kể từ cuối năm 2020, các khu vực phía nam Ethiopia hay các nước láng giềng Somalia và Kenya, trời hầu như không mưa. Văn phòng các vấn đề nhân đạo của Liên Hiệp Quốc ước tính sẽ có từ 5,5 đến 6,5 triệu người, chiếm 5 đến 6% dân số Ethiopia, đang trong tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng do hạn hán. Đợt hạn hán hiện tại đã giết chết gần 1,5 triệu đầu gia súc ở nước này. Đối với các nhóm dân du mục hoặc bán du mục, thì vật nuôi cung cấp thực phẩm, tạo thu nhập và là những khoản tiết kiệm cho họ. Thế nhưng giờ đây, tất cả đã trở thành con số 0. Dự kiến hiện tượng hạn hán chết người và sa mạc hóa sẽ là một trong những chủ đề quan trọng tại Hội nghị Công ước Liên Hiệp Quốc về chống sa mạc hóa UNCCD diễn ra tại Abidjan từ ngày 9 đến ngày 20 tháng 5 tới đây. Liên hoan ẩm thực FESMA đang diễn ra ở Togo, quy tụ 15 đầu bếp từ một số quốc gia ở Tây và Trung Phi. Sự kiện mong muốn trở thành một lễ hội ẩm thực đáng nhớ của châu Phi và để du khách từ khắp nơi trên thế giới thấy rằng ẩm thực châu Phi không chỉ cay hay nhiều dầu mà rất đa dạng. Hành tây là một loại gia vị thiết yếu trong ẩm thực Togo mà đầu bếp Olivia de Souza không thể không thêm vào các món ăn của mình. Đầu bếp người Togo này cũng giới thiệu wanga, loại phô mát Fulani thường được chiên. Không chỉ có một nhóm đầu bếp, còn có hàng trăm đơn vị triển lãm, nhà sản xuất, chế biến, thợ thủ công, các đối tác quốc tế tham dự. Chúng ta phải suy nghĩ lại về ẩm thực châu Phi, bởi vì đó là châu lục có 54 quốc gia, không phải 1, 2 hay 3. Điều cần thiết là những người trẻ tuổi cũng phải biết quảng bá chất lượng ẩm thực và trên hết là bảo tồn, truyền tải và phổ biến để nó có thể vượt ra ngoài bản sắc của châu lục và được khám phá bởi các quốc gia khác. Lễ hội dự kiến sẽ thu hút 50.000 du khách từ nay đến hết ngày 14 tháng 5. Vượt qua 5.000 thợ làm bánh chuyên nghiệp, một thợ làm bánh nghiệp dư đã giành chiến thắng trong cuộc thi Platinum Pudding, tạm dịch là Pudding Bạch Kim. Cuộc thi này nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm trị vì của nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị. Người chiến thắng là cô Gemma Mevin đến từ hạt Merseyside. Pudding là món quà dành cho người phụ nữ mà tôi trân trọng, đó chính là nữ hoàng của tôi. Cô ấy đã tạo pudding từ các nguyên liệu mà mọi người dễ tìm kiếm. Vì vậy, chiếc bánh này ngoài hương vị ngon mà nguyên liệu tạo ra, chúng cũng rất gần gũi. Pudding là một loại bánh phổ biến ở Anh và các nước từng thuộc khối thịnh vượng chung. Loại bánh này có thể là món ngọt tráng miệng hoặc món mặn dùng như món chính. Sắp tới đây, cây guitar điện ghi dấu lịch sử của nhóm nhạc Anh Oasis sẽ được mang bán đấu giá. Dự kiến cây đàn sẽ mang về cho nhà đấu giá từ 300.000 đến 500.000 euro. Cây guitar điện Gibson ES-355 thuộc sở hữu của tay guitar chính của nhóm Noel Gallagher và đã bị người em Liam đập dở. Cây đàn này đã được sử dụng cả khi biểu diễn trực tiếp cũng như trong quá trình viết và ghi âm một số bài hát của ban nhạc. Liam Gallagher đã làm gãy cây đàn của anh trai mình sau một cuộc tranh cãi tại lễ hội nhạc rock ở Paris vào năm 2009 và sau đó dẫn đến sự tan rã của ban nhạc. Cây guitar đã được khôi phục sửa chữa trước khi đem ra bán đấu giá. Buổi bán đấu giá sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 5 tới đây tại Paris, Pháp. Một ngôi đền leo núi vừa mở cửa ở Auvergne, Pháp, với diện tích bề mặt 7.000 m2 climb up trở thành địa điểm leo núi trong nhà lớn nhất ở châu Âu. Những nhà leo núi giỏi nhất của Pháp đã đến thử các tuyến đường của phòng tập cho lễ khánh thành. Tôi đã leo núi hơn 10 năm, điều đó cho phép tôi học được rất nhiều về cách di chuyển, hơi giống như một nhà biên đạo múa. Tôi đã làm việc ở các phòng tập leo núi trong 35 năm. Chúng tôi đã phát triển các phòng tập thể dục, đi tiên phong một chút, đặc biệt là về kích thước. Chúng tôi muốn kết hợp đá tảng, các tuyến đường. Đây là những nguyên tắc cơ bản của leo núi. Vì khách hàng của chúng tôi bắt đầu từ 2 tuổi rưỡi, nên họ vẫn ở đó 10 đến 15 năm sau. Chúng ta luôn tìm cách vượt qua chính chúng ta. Sẽ làm sao leo lên càng cao càng tốt, vượt qua chính mình là đây. Theo những người tham gia tập luyện, thì có những người chỉ thích tập ở trong nhà, những người khác lại thích cả hai. Climb up sẽ giúp cho người ta cảm thấy như đang ở ngoài trời khi đến tập ở đây.
Thưa quý vị, tối qua U23 Việt Nam đã tiếp đón U23 Myanmar tại lượt trận thứ 3 bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31. Đội bóng của chúng ta đã có một trận đấu nhiều thử thách. Ở những phút đầu, đối thủ thi đấu có phần lấn lướt. Thế nhưng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo nhanh chóng bắt nhịp lại thế trận. Liên tiếp là những pha đi bóng và cú sút hiểm hóc của Tiến Linh, Hoàng Anh hay Hoàng Đức gây khó khăn cho U23 Myanmar. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Ở nửa đầu hiệp 2, bàn thắng vẫn chưa đến với U23 Việt Nam dù có nhiều cơ hội. Đến phút 76, Lê Văn Đô có đường chuyền thuận lợi cho Hùng Dũng. Đội trưởng U23 Việt Nam trở thành người tỏa sáng nhất trận khi mở tỷ số cho đội nhà. 1-0 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Hạng xếp sau, U23 Việt Nam hiện đang xếp nhất bảng A với 7 điểm, cầm chắc suất vào bán kết, còn Myanmar xếp thứ 3 với 6 điểm. Tối qua, một xe tải đã bị lật sau khi đâm vào giải phân cách trên đường Cộng Hòa, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Sự cố khiến cho giao thông ùn tắc nghiêm trọng. Khoảng 21 giờ, chiếc xe tải chở nước đá lưu thông trên đường Cộng Hòa hướng từ quận 12 về quận Tân Bình. Khi đến giao lộ đường Cộng Hòa và đường Tân Kỳ Tân Quý thì tông vào giải phân cách, được cho là do né chiếc xe máy đi ngược chiều. Tài xế được người dân nhanh chóng hỗ trợ ra khỏi cabin và đưa đi cấp cứu. Cú tông mạnh khiến thùng xe lật nghiêng, những tảng nước đá bị đổ xuống đường, chắn hết một làn xe. Vụ tai nạn khiến giao thông qua đoạn đường ùn tắc nghiêm trọng. Lực lượng chức năng đã có mặt điều tiết giao thông, đồng thời làm việc với người điều khiển xe máy đi ngược chiều để xử lý. Cũng vào tối qua, trên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, xảy ra một vụ va chạm giữa xe giường nằm và xe tải. Theo người dân chứng kiến, khoảng 21 giờ, xe ô tô tải mang bản số 63C02003, chưa rõ tên tuổi tài xế điều khiển, đang lưu thông hướng đi từ Thành phố Hồ Chí Minh về Tiền Giang. Khi xe đến đoạn nhánh rẽ vào đường tỉnh lộ 866B cặp theo đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận thuộc xã Tam Hiệp thì va chạm với xe giường nằm đang ở phía trước. Cú va chạm khiến phần đầu xe tải bị hư hỏng. Dù tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng đã làm nhiều người hoảng sợ. Chương trình 60 giây sáng nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây chiều nay với nhiều thông tin cập nhật. Xin kính chào, tạm biệt.